Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bật mí là sự cố không phải ai cũng biết của chàng hậu Việt khi mang chuông đi đánh xứ người. Mai Phương Thúy, Nguyễn Thị Huyền, Kiều Loan đều gặp sự cố khi thi quốc tế nhưng vẫn lập được thành tích ấn tượng. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, kết thúc chỉ cách ngày thi chính thức cuộc thi Miss World 2004 gần 3 tuần. Chính vì thế nhận tưởng năm đó sẽ không có đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền đã thể hiện sự quyết tâm của mình và chủ động xin gặp đơn vị nắm bản quyền để bày tỏ nguyện vọng được dự thi Miss World 2004 và cuối cùng Nguyễn Thị Huyền đã được cấp phép. Tuy nhiên, cô đã phải tham dự cuộc thi muộn mất một tuần. Không chuẩn bị kịp trang phục, Nguyễn Thị Huyền phải mặc lại váy từng mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2004 tại cuộc thi Miss World 2004. Thậm chí Nguyễn Thị Huyền đã phải sử dụng lại chiếc váy dạ hội cô từng mặc tại chung kết Hoa hậu Việt Nam cho đêm chung kết Miss World 2004 vì không chuẩn bị kịp trang phục. Đến trễ 7 ngày mặc váy cũ, nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn xuất sắc lọt top 15 Miss World 2004. Mặc dù nhập cuộc khá muộn và bỏ lỡ một số phần thi phụ quan trọng, nhưng với nhan sắc đang ở độ xuân thì vô cùng rực rỡ và gợi cảm, cùng vốn ngoại ngữ được đánh giá là trôi chảy lưu loát, nên Nguyễn Thị Huyền vẫn ghi điểm với ban giám khảo trong quá trình tham dự cuộc thi. Và những cố gắng của Nguyễn Thị Huyền đã được đền đáp khi trong đêm chung kết, cô được xướng tên vào top 15 chung cuộc, đồng hạng 10 với đại diện chủ nhà Trung Quốc. Hoa hậu Mai Phương Thúy. Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 vào ngày 26 tháng 8, 2006. Ngay sau đó cô lên đường dự thi cuộc thi Miss World 2006 vào ngày 4 tháng 9, 2006. Mới chỉ 18 tuổi, nhưng Mai Phương Thúy đã chứng tỏ sự trưởng thành, ấn tượng của mình khi chỉ có 10 ngày để chuẩn bị hành trang, tham dự một cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Vì bị thất lạc hành lý, Mai Phương Thúy đành phải mặc áo dài trong phần thi trang phục dạ hội và trong đêm chung kết. Để chuẩn bị cho cuộc thi Miss World 2006, Mai Phương Thúy và ekip đã huy động tới 40 công nhân hoàn thiện gấp rút trong vòng 5 ngày để chuẩn bị một bộ trang phục dạ hội lộng lẫy. Nhưng ngay sau khi đặt chân tới Ba Lan, cô đã gặp sự cố thất lạc hành lý. Do sự cố này, Mai Phương Thúy được ban tổ chức đặt cách cho mặc quốc phục chứ không phải trang phục dạ hội trong buổi trình diễn trang phục dạ hội và đêm chung kết. Cuối cùng cô vẫn xuất sắc lọt vào top 17 thí sinh đẹp nhất. Không chỉ thế, sự cố đi nhạc trục trặc cũng khiến cô không thể tham gia phần thi Hoa hậu Tài năng. Người đẹp từng giải thích về sự cố này, tất cả trang phục cũng như đĩa nhạc để Thúy dự phần thi Tài năng nằm trong chiếc vali bị mất trong chuyến bay từ Việt Nam sang Ba Lan, nên sau đó nhà thiết kế phải mang đĩa nhạc khác sang. Nhưng đến phút chót, ban tổ chức cuộc thi thông báo đĩa nhạc đó không đọc được, vì vậy Thúy không thể tham dự màn thi này, Thúy cảm thấy rất tiếc. Cuối cùng với sự thi đấu hết mình, cộng với sự ủng hộ tình yêu từ khán giả quê nhà, Mai Phương Thúy đã lọt vào top 17 chung cuộc. Á hậu Kiều Loan tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2019 diễn ra ở Venezuela. Á hậu Kiều Loan khiến fan lo lắng khi chia sẻ gặp phải sự cố trang phục dân tộc ngay trước đêm thi. Cụ thể, bộ trang phục có tên Huyền Đăng Hội bị hỏng do sự bất cẩn của nhân viên hỗ trợ. Trang phục dân tộc gặp sự cố ngay trước giờ ghi, Kiều Loan phải tự mày mò để sửa trong hậu trường. Mặc dù gặp phải sự cố nhưng Kiều Loan vẫn tỏa sáng trong phần thi trang phục dân tộc và lọt top 10 chung cuộc. Khi sự cố xảy ra, các nhân viên kỹ thuật đều không có mặt vì đã quá nửa đêm, nên Kiều Loan mày mò chỉnh sửa bộ quốc phục với sự hỗ trợ của nhà thiết kế Tính Thái. Do khoảng cách về địa lý nên cả hai phải video call và hỗ trợ qua lại với nhau. Mặc dù bộ quốc phục gặp sự cố hy hữu trước giờ trình diễn, nhưng Á hậu Kiều Loan đã nhanh trí xử lý và tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, khiến các fan Việt vô cùng tự hào. Chung cuộc cô đã xuất sắc, lọt vào top 10 thí sinh đẹp nhất. Á hậu Thùy Dung, ngay khi vừa đặt chân đến Nhật Bản để tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2017, Á hậu Thùy Dung đã gặp sự cố về sức khỏe.
Cô có dấu hiệu bị bệnh thủy đậu với loạt triệu chứng, sốt cao nổi mẩn đỏ khắp người. Nguyên nhân được xác định là do Hoa hậu Thái Lan từng bị trước đó và đã được cách ly. Á hậu Thùy Dung bị thủy đậu ngay trước thềm chung kết Hoa hậu quốc tế 2017. Thùy Dung đã giành được giải thưởng phụ đại sứ du lịch Nhật Bản. Lúc đó Thùy Dung vô cùng lo lắng, nhất là khi cuộc thi đang bước vào chặng đường cuối cùng. Thêm nữa thời tiết tại Nhật Bản cũng khiến người đẹp bị viêm họng và liên tục chảy máu mũi. May mắn là Thùy Dung đã kịp bình phục để xuất hiện xinh đẹp trong đêm chung kết. Chung cuộc, Thùy Dung đã giành được giải thưởng phụ đại sứ du lịch Nhật Bản. Á hậu Phương Nga đã có những màn thể hiện xuất sắc và ghi tên mình vào top 10 chung cuộc Miss Grand International 2018. Tuy nhiên, ít ai biết trước đó, khi chuẩn bị cho cuộc thi này, cô đã gặp sự cố về sức khỏe. Khi cùng ekip quay clip tự giới thiệu bản thân để kịp thời gửi đến ban tổ chức cuộc thi Miss Grand, thì Phương Nga bị ngộ độc thực phẩm. Suốt 2 ngày liền, cô như mất hết năng lượng và chỉ có thể nằm ở nhà điều trị và truyền đạm. Mặc dù gặp sự cố nhưng Á hậu Phương Nga vẫn lọt top 10 chung cuộc. Thời gian còn lại quá ít mà công việc chuẩn bị thì còn khá nhiều. Phương Nga phải nỗ lực gấp đôi gấp ba bình thường. Vì sức khỏe còn yếu, những ngày đi quay, cô chỉ có thể ăn cháo trắng do mẹ nấu mang theo và khi đóng máy lại tiếp tục về nhà truyền đạm. Những nỗ lực của Phương Nga đã được đền đáp xứng đáng khi cô đã lọt vào top 10 chung cuộc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.